Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái bình ắc quy. Đấy, bình ắc quy trong cái hệ thống hòa lưới có dự trữ và có những cái loại ắc quy nào và cũng như là cái ưu điểm nhược điểm của nó. Đồng thời tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách tính toán và thiết kế cái hệ thống ắc quy cho cái hệ thống có dự trữ này. Ok các bạn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu cái video của chúng ta. Thì ở đây tôi có chuẩn bị cho các bạn là đây là phân loại. Đầu tiên thì phân loại. Hiện tại thì chúng ta trên thị trường có hai loại ắc quy, đó chính là ắc quy khô và ắc quy nước. Đây là cái hình bình ắc quy khô các bạn nhé. Rồi tiếp theo lại có một cái loại ắc quy nữa, đó chính là ắc quy nước. Thì cái ắc quy này chúng ta không còn lạ gì nữa, đó là chính là cái hãng ắc quy nước, ắc quy Đồng Nai. Và có một cái loại ắc quy khô thì đó là cái ắc quy này gọi là ắc quy Vision. Thì các bạn hai cái hãng này đều là của Việt Nam và bảo hành tại Việt Nam, hầu như là bảo hành 2 năm đó, thì hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng. Đó là cái thứ nhất là cái phân loại. Tôi tại sao tôi đưa ra cái hai loại ắc quy này thì tại vì ắc quy thì bây giờ nó có nhiều loại, rất là nhiều loại ắc quy và rất là nhiều hãng. Thế nhưng mà chúng ta chỉ lựa chọn những hãng nào mà có uy tín, thứ nhất. Cái thứ hai là có bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Thì như vậy cái công việc bảo hành và sau này bảo trì và bảo hành của nó cũng dễ dàng hơn. Đó là thứ nhất là cái phân loại về ắc quy, ắc quy khô và ắc quy nước. Đó. Đối với cái hệ thống điện năng lượng mặt trời thì tôi sẽ nói về cái ưu và nhược điểm của hai cái loại ắc quy này. Đó chính là tại sao là chúng ta không sử dụng bình ắc quy nước, cũng có thể nhưng mà chúng ta không nên sử dụng bình ắc quy nước này. Tại vì sao? Cái bình ắc quy nước này như các bạn biết ấy, thì là bên trong là các xuất gọi là dung dịch H2SO4 đặc. Thì khi mà cái bình ắc quy này hoạt động thì hoạt động khi nó hoạt động quá lâu thì nó sẽ bị nóng lên và cái dung dịch của cái bình ắc quy này nó là nó sẽ bị sôi. Thì như vậy thì dẫn đến cái hiện tượng là lâu ngày thì những cái ở những cái đầu đầu chì này này thì nó sẽ bị nổi lên trắng trắng phau luôn. Thì như vậy thì cái hiệu suất của ắc quy nó cũng giảm, đó giảm đi. Và thứ hai là cái dung dịch xuất ở trong cái bình ắc quy này nó cũng lâu ngày nó sôi cho nên nó trào ra, và như vậy thì mình phải bảo dưỡng và đổ thêm cái xuất cho nó khoảng 2-3 năm thì mình phải bảo dưỡng một lần. Do đó cái chi phí bảo dưỡng và vận hành cái bình ắc quy này nó tốn kém hơn so với cái loại bình ắc quy khô. Đấy là cái nhược điểm của bình ắc quy nước. Đấy. Tuy nhiên thì cái chi bình ắc quy khô này thì chi phí nó sẽ rẻ hơn so với cái bình ắc quy xin lỗi, cái chi phí của cái bình ắc quy nước này thì nó sẽ rẻ hơn, giá thành nó rẻ hơn so với cái bình ắc quy khô. Đấy là cái bình ắc quy khô, ắc quy nước xin lỗi quý vị. Đấy, tiếp theo là cái bình ắc quy khô. Đây, chúng tôi có một là tôi có một cái hình ảnh của cái bình ắc quy Vision này. Đó là cái bình ắc quy khô. Thì đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời của chúng ta thì tôi khuyên các bạn sử dụng cái hệ thống bình ắc quy khô. Tại vì sao? Thì khô thì làm gì có nước, thì cho nên khi nó hoạt động thì cái bên trong nó không có nước, cho nên nó không xảy ra cái hiện tượng phun trào như ở các cái dung dịch ở bình ắc quy nước, dẫn đến cái tuổi thọ của bình ắc quy khô cũng cao hơn so với cái bình ắc quy nước, cao hơn so với bình ắc quy nước. Do đó cái chi phí mà để bảo dưỡng vận hành cái bình ắc quy nước ắc quy khô này nó sẽ rẻ hơn so với cái bình ắc quy nước. Tuy nhiên cái bình ắc quy khô này thì chi phí nó sẽ cao hơn, mua lần đầu thì nó cao hơn nhưng tuổi thọ nó sẽ cao hơn so với cái bình ắc quy nước. Đó là cái bình ắc quy khô và ắc quy nước, tại sao lại dùng ắc quy khô là như vậy. Đó thì khi mà các bạn lắp đặt cho khách hàng thì các bạn chú ý là lựa chọn cái bình ắc quy khô để mà mình bảo đảm cái độ bền cũng như là cái công suất, cái hiệu năng của nó theo thời gian. Đó, về hai hãng là như vậy. Rồi, phần thứ ba, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tính toán thiết kế cái công suất của cái tấm bình bình ắc quy này để làm sao mà phù hợp với cái công suất của dàn pin thì như thế nào cho phù hợp. Rồi, bây giờ là tôi bật máy tính lên. Đấy. Thì ở đây các bạn có thể thấy những cái bình của tôi đây là cái bình thông thường thì người ta sẽ chọn loại bình công suất lớn, dung tích lớn. Đấy.
Đấy, đó là có loại khoảng 200 ampere giờ, 200 ampere giờ. Đây, đó, tôi đã search trên Google và cái từ khóa cho các bạn, bình ắc quy khô 12V 200 ampere vision, thì nó ra một loạt như này. Đây là cái giá của nó, thì các bạn có thể xem ở đây, khi mà tôi gõ thì nó ra ngay cái giá của nó, là cái bình này là có giá rơi vào khoảng là 7.600.000 đồng. Đấy, nó đang bán trên mạng đây, 100 ampere thì 3.500.000 đấy, như vậy là rẻ hơn. Thì cái loại mà 200 ampere này có thể các bạn mua đến, mua trên mạng, mua khi mà các bạn mua đại lý thì nó sẽ giá nó có thể giảm đi một xíu, thì cái đấy thì các bạn liên hệ với cái nhà cung cấp để mình có cái giá tốt nhất. Thông thường người ta sẽ chọn cái loại 200 ampere đó để cho cái dung lượng nó được nhiều và đỡ tốn cái không gian lưu trữ bình. À, lưu ví dụ như không gian đặt bình gia đình nó cần đặt 4 5 bình thì không có. Thay vì cái đặt cái loại 100 ampere này đặt 6 bình thì cần đặt 3 bình 200 ampere thôi, là tiết kiệm được cái không gian rồi. Và tiếp theo là tính toán. Đấy, ở đây thì các bạn biết là cái công suất mà chúng ta tính đó là P bằng U nhân Y nhân với cái hiệu số hao tổn. Đấy, thì như vậy, ví dụ cái bình ắc quy 200 ampe. Đấy, bình này 200 ampe giờ này. Ampe nhân ampe hát đấy, AH đấy, tức là ampe hát ampe nhưng mà nhân với chữ hát nữa. Thì có nghĩa là gì? Đó là công suất đấy của nó, công suất biểu kiến, tức là ampe nhân giờ, tức là dòng nhân với giờ. Thì bây giờ mình quy ra watt như nào? Thì mình lấy này, 200 này, đúng không ạ? P bằng U nhân Y nhân hệ số hao tổn. P bằng U nhân Y nhân hệ số hao tổn bằng hệ số hao tổn ở đây là bằng 0,7. Thông thường thì mình lấy sẽ bằng hệ số hao tổn là 0,7. Đó. Có thể 0,8 nhưng mà tôi lấy 0,7 cho nó tương đối để cho nó đảm bảo với lượng công suất cho mình, cái hệ thống gia đình điện mặt trời của mình là sử dụng cho gia đình được nhiều hơn. Thì bây giờ lấy nhá. P bằng U nhân Y nhân 0,7. Như vậy bình 200 ampe này nhân với cái dòng của nó là 12 ampe, nhân với 12 ampe. Đó, như vậy là 200 nhân 12 sẽ được 2.100. Và nhân với cái hệ số suy giảm đó là 0,7 thì sẽ ra được 1.680. 1.680 W. Đó là một cái bình như vậy. Thì như vậy một bình 200 ampe giờ thì có thể cung cấp được cái công suất 1.600 W cho các phụ tải trong vòng 1 giờ đấy, các bạn nhé. Thì có nghĩa là đối với cái bình 200 W này dùng càng nhiều thiết bị thì nó càng nhanh hết, vì là ắc quy mà. Ắc quy thì các bạn giống như hiểu là một cái nguồn điện, thì là một cái kho lưu trữ. Nếu mà bạn là sử dụng nhiều cái tải thì nó sẽ càng nhanh hết điện. Tương tự với cái cục pin của điện thoại cũng vậy, bạn dùng càng nhiều, chạy càng nhiều ứng dụng rồi, bạn dùng thời gian càng lâu thì nó sẽ càng nóng lên, thì nó càng nhanh hết điện. Thì đó là cái bình ắc quy cũng như vậy. Thì bây giờ là 1.680 W trong 1 giờ. Ví dụ cái tổng cái thiết bị của chúng ta trong gia đình là bây giờ tôi đang có cái dàn hệ thống khoảng 3 kW, hệ thống khoảng 3 kW. Đây này, tôi bật keyboard lên cho bạn xem. Đây. Bật 300 3.000 ampe 3.000 W, tức là có nghĩa là 3.000 W nhé. 3.000 này cho cái này cho lên 28. Chưa to lắm. Cho lên 12 luôn nha. Ví dụ nha, bây giờ hệ thống là 3.000 W, tức là 3 kW đúng không ạ? Mà như vậy lúc nãy của chúng ta là một bình, như vậy là tôi đã tính cho các bạn ở đây là 1.680. Thì như vậy chúng ta cần bao nhiêu ạ? 3.000 này, 3.000 chia cho 1.680 thì như vậy chúng ta được 1,7 bình. Thì như vậy có thể chúng ta sử dụng 2 bình
hai bình thì sẽ đảm bảo cái công suất 3.000W dùng trong 1 giờ. Đó là 1 giờ các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn tính trong vòng 1 ngày thì làm như nào? Ví dụ như cái hệ thống điện năng lượng mặt trời của chúng ta phục vụ cái mục đích không có dự trữ này, phục vụ cho mục đích đó là ở những cái nơi xa xôi, hải đảo hay là vùng miền núi mà không có điện lưới được hòa đến, không có điện lưới để cung cấp đến, thì người ta sử dụng bắt buộc phải sử dụng cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này. Thì họ phải tính toán công suất là như nào để mà một ngày mà tất cả các cái bình ắc quy của chúng ta cung cấp đủ cho gia đình dùng trong 1 ngày. Thì tính toán như nào? Ví dụ thì ở đây là hệ thống công suất là 3.000 W đúng không? Nhân với 4 này, đúng không? Thì là với tôi tính là 4 giờ nắng đúng không? Một ngày thì như vậy có phải là 12.000 W. Đấy. 12.000 W các bạn nhá. Đó. Thì như vậy 12.000 W này thì là được 1 ngày. Thì muốn tính được bao nhiêu bình trong 1 ngày thì các bạn chỉ đơn giản là lấy cái này 12.000 này chia cho công suất của một bình 1680 thì sẽ ra số bình. Như vậy các bạn cần 7,1 bình, thôi tôi lấy 8 bình đi cho nó tròn. Thì như vậy chúng ta cần khoảng 8 bình nhân với 200, xin lỗi, 8 bình 200W, 8 bình 200W, 200 ampere giờ, xin lỗi, 8 bình 200 ampere giờ. Thì như vậy chúng ta sẽ được cái hệ thống 3 kW dùng trong 1 ngày đủ. Đó là cách tính toán thiết kế cái hệ thống điện năng lượng mặt trời mà có sử dụng lưu trữ mà dùng bình ắc quy các bạn nhé. Thì tôi qua cái video này tôi sẽ chia sẻ, trong cái video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về một số cái phụ kiện và những cái kiến thức về cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đây là cái bình ắc quy. Cái bộ này là gọi là bộ hòa lưới và có lưu trữ, tức là vừa hòa lưới vừa lưu trữ. Thì khi mà có điện lưới thì nó ưu tiên tấm năng lượng mặt trời, còn khi mất điện lưới thì nó dùng ắc quy. Đó thì ví dụ như cái mùa mưa bão đúng không, thì các bạn không có điện, mất cắt điện thì nó dùng ắc quy này, thì 12 bị à 8 bình 8 bình 200 ampere giờ là đủ dùng cho một cái hệ thống 3 kW đủ sinh hoạt trong 1 ngày. Ok chưa các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu thấy cái video này hay thì hữu ích thì hãy ấn like và chia sẻ cho những người xung quanh, rồi ấn vào cái nút đăng ký để nhận thêm nhiều cái kiến thức mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu có vấn đề gì thắc mắc về hệ thống điện năng lượng mặt trời hay là kiến thức thì có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 094, số điện thoại của tôi 094 678 1873. Đấy, tôi tên là Kiều Minh Đức. Bên công ty chúng tôi thì cũng có phân phối các cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới và lưu trữ, cũng có. Đấy, hệ thống mặt trời độc lập và hệ thống hòa lưới, chủ yếu là hệ thống điện năng mặt trời hòa lưới. Thì chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục học về cái điện năng lượng mặt trời này, và có thể ông nào mà thợ thì có thể thi công là giúp cho nhiều gia đình có được cái nguồn năng lượng sạch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.